Thưa quý vị, là vụ đông năm 2022-2023, toàn tỉnh Hải Dương gieo trồng 22.000 ha cây rau màu các loại, đạt 104,8% kế hoạch, sản lượng đạt hơn 186.000 tấn, là tăng trên 3.200 tấn so với vụ đông trước, để đáp ứng đủ nguồn cung rau quả cung cấp cho thị trường cuối năm, vừa đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Việc kiểm soát chặt chẽ các khâu chăm sóc, bón phân và quản lý vùng trồng được ngành nông nghiệp đặc biệt quan tâm. Hiện bà con nông dân của địa phương này cũng đang tích cực sản xuất rau màu để phục vụ cho nhu cầu Tết đang cận kề. Điều đó không chỉ vừa đáp ứng được nguồn cung được dự báo là sẽ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, mà còn tiến tới sản xuất thông minh, tuần hoàn theo hướng hữu cơ, đáp ứng định hướng sản xuất nông nghiệp xanh. Khu vực trồng rau màu tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Đây là vùng sản xuất rau tập trung của địa phương với sự tham gia của các thành viên hợp tác xã. Ông Thư là lãnh đạo một hợp tác xã đang kiểm tra các diện tích trồng rau của bà con. Quy mô sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn an toàn là định hướng hiện nay của hợp tác xã này. Đã cung ứng được cái vật tư đầu vào thì chúng tôi yên tâm được cái là các thành viên tránh được cái là phân giả, phân kém chất lượng. Đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật là loại bỏ hoàn toàn được cái thuốc cấm, thuốc không có trong danh mục. Cái còn lại những thuốc được phép sử dụng thì chúng tôi theo dõi rất là sát sao về cái mặt cách ly, đảm bảo đủ cách ly từng với từng loại thuốc. Ở đây là chúng tôi chia ra làm 3 nhóm, các cái nhóm theo dõi lẫn nhau, có giám sát, chúng tôi có cung ứng, có đầu tư chi phí cho các nhóm trưởng để chuyên theo dõi các thành viên của mình. Ở vùng sản xuất rau, bà con nông dân tuân thủ theo các quy định về sản xuất rau an toàn. Các cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thường xuyên có mặt trên cánh đồng cùng nông dân để kiểm tra quản lý công tác phòng trừ dịch hại và vật tư đầu vào của bà con. Từ đó có những chỉ đạo kịp thời, đảm bảo các yêu cầu sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Phải đảm bảo về cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rau. Thì tất cả gần như là các cái sản phẩm mà ở những cái vùng chuyên canh lớn này là chúng tôi là ở các cái điểm là cũng có cái sản phẩm đi test trước khi cung cấp ra thị trường. Cho nên là sản phẩm là đảm bảo an toàn. Theo bà con nông dân tại vùng sản xuất rau huyện Gia Lộc và Thanh Miện của tỉnh Hải Dương, hiện nay các loại rau chủ yếu cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán đang được bà con tích cực chăm sóc. Với sự sinh trưởng và phát triển đồng đều như thế này, cộng với lịch thời vụ được xác định để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng cuối năm, dự kiến các loại rau như bắp cải, súp lơ, su hào và các loại rau gia vị sẽ kịp thu hoạch cung cấp cho dịp Tết sắp tới. Khẳng định rằng là cái việc mà kiểm soát từ vật tư đầu vào cho đến cái việc mà chỉ đạo sản xuất cũng như là kiểm soát chung thì Hải Dương làm rất là tốt và bản thân những người nông dân thì cũng rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc này. Thế còn lại đa số thì các cái diện tích cũng đang trong cái giai đoạn chăm sóc, thế và sẽ phục vụ chính cho cái dịp Tết. Chúng tôi cũng khẳng định là năm nay rau của Hải Dương về mặt diện tích, năng suất rồi sản lượng và đặc biệt là chất lượng rất là tốt để phục vụ cho cái thị trường tiêu thụ nội địa. Hiện nay, tỉnh Hải Dương là một trong 46 tỉnh thành trong cả nước có diện tích sản xuất nông nghiệp xanh lớn. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ của cả nước. Sản xuất nông nghiệp xanh của tỉnh này đang đi đúng hướng là phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng các sản phẩm như cải bắp, su hào, súp lơ và các loại rau ăn lá khác đạt khoảng 480.000 tấn trong dịp này, được cho là sẽ đảm bảo nguồn cung cho thị trường tiêu dùng dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Thưa quý vị, nhờ kiên trì sản xuất rau hữu cơ, bà con nông dân ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội không chỉ có thu nhập tốt mà còn được hưởng môi trường sinh thái trong lành. 15 năm thực hành canh tác nông nghiệp hữu cơ, nói không về hóa chất, những người nông dân này đã tạo nên một vùng trồng rau sạch cung cấp cho người tiêu dùng thủ đô từ nhiều năm nay. Thực hành nông nghiệp hữu cơ mặc dù là xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững ở trên thế giới, tuy nhiên thì nông dân làm nông nghiệp hữu cơ tại xã Thanh Xuân vẫn chỉ là những mô hình điểm, sản xuất với quy mô nhỏ và chưa đáp ứng đủ nhu cầu cũng như là tiêu thụ rau hữu cơ của người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16. Nhóm sản xuất rau hữu cơ Hoa Lan hay nhóm sản xuất rau hữu cơ Trung Na là những cái tên quen thuộc và gần gũi được đặt cho những nhóm nông dân thực hành nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS của Việt Nam. PGS là hệ thống chứng nhận nông nghiệp hữu cơ dành cho các nông hộ quy mô nhỏ. Hệ thống chứng nhận nông nghiệp hữu cơ có sự tham gia của những người nông dân ở các vùng trồng rau thuộc mạng lưới PGS Việt Nam. Trước năm 2015 thì hợp tác xã cũng đã kết nối với cái dự án Đa Đan Mạch thì cũng đã tập trung chuyển đổi tổ chức nông dân về rất nhiều cái chương trình về cái phương pháp sản xuất rau theo cái tiêu chuẩn rau an toàn.
Thì bà con đã có cái đã thành lập thành cái nhóm từ bây giờ rồi. Sau khi đến 2015 thì với cái chủ trương dồn điền đổi thửa thì tất cả 23 hộ này thống nhất là chung lại để góp một cái phiếu chung để thành một cái vùng sản xuất rau hữu cơ này. Khi chuyển đổi từ canh tác thông thường sang canh tác theo phương thức hữu cơ, bà Lợi cùng 53 thành viên trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được chia thành các liên nhóm sản xuất. Mỗi nhóm sản xuất có khoảng 4 đến 5 người. Mục đích chia nhóm nhằm kiểm tra chéo cũng như theo dõi quá trình canh tác có minh bạch hay không của từng nhóm sản xuất. Tôi làm thế này để cho sức khỏe của chính bản thân mình, ăn uống cho nó con cháu thì là ai người ta cũng thích cái rau hữu cơ này. Bởi vì là ăn nó yên tâm, chúng tôi làm cũng yên tâm, không phải thuốc men, nó không phải xưng chân, xưng tay gì tất cả. Những bó rau được canh tác theo phương pháp nói không với hóa chất, không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng chất kích thích cũng như thuốc trừ sâu. Thay vào đó, ông Sơn của liên nhóm hữu cơ Hoa Lan sẽ sử dụng phân bón hữu cơ từ phân hoai mục, sử dụng chế phẩm sinh học cũng như thuốc trừ sâu sinh học trong quá trình chăm sóc rau. Chính vì thế, những mớ rau được thu hoạch cũng có những đặc điểm khác biệt. Hình thức thì nó sẽ không được đẹp, tươi mỡn như là cái rau thông thường bên ngoài. Đấy, và hai là cái sinh trưởng của nó này nó sẽ rút ngắn so với cái sinh trưởng với cái rau bên ngoài. Ví dụ thời gian cái rau ăn lá này nó tầm 20-25 ngày. Thì rau bên ngoài nó chỉ tầm 20 ngày nó được thu hoạch. Tôi nghĩ là cái giá trị vai trò không những là cung cấp cái sản phẩm cho bà con người tiêu dùng mà còn có giá trị là tham gia xây dựng minh chứng cho để xây dựng cái chính sách nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Nhưng đến ngày nay, ví dụ như nghị định 109 rồi là đại hội đảng toàn quốc đưa vào là để ưu tiên phát triển nông nghiệp xanh sạch và nông nghiệp hữu cơ, tôi nói đấy là để có như vậy thôi là cả một quá trình rất là dài ở trong đó. Hiện nay, những người nông dân trong sản xuất rau hữu cơ ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đều là thành viên trong Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Số lượng thành viên trong Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam là nông dân PCS lên tới 1.598 hội viên. Tuy nhiên, những thành viên của Hiệp hội hữu cơ Việt Nam hầu hết đều đã quá tuổi lao động. Họ là những người nông dân chăm chỉ, cần mẫn, gắn bó với nông nghiệp sạch trong suốt 15 năm qua. Thưa quý vị, Ân Thi là một huyện nằm ở hạ lưu sông Hồng thuộc Châu Thổ, đồng bằng Bắc Bộ và nằm ở phía đông của tỉnh Hưng Yên. Đây là địa phương có những thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn trong việc phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, địa phương này lại có lợi thế là một vùng chuyên canh rau màu của tỉnh Hưng Yên, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo thu nhập cho người dân và phát triển nông nghiệp của tỉnh. Phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng đất chuyên canh rau màu, anh Vũ Văn Hiếu là người con của mảnh đất Đào Xá, huyện Ân Thi của tỉnh Hưng Yên đã xây dựng vùng chuyên canh cây thảo dược như thìa canh, tía tô, cà gai leo, sản xuất sản phẩm trà thảo dược để nâng cao giá trị cho nông dân quê hương và đồng thời góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp cho tỉnh Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung. Cà gai leo, thìa canh và tía tô, ba loại nguyên liệu chính tạo nên hương vị đặc biệt của ba loại trà: cà gai leo rau má, trà thìa canh búp ổi và trà tía tô tẩm bóp. Với công dụng lần lượt là hỗ trợ thải độc mát gan, ổn định đường huyết và giảm cảm, giảm đau, ba sản phẩm trà từ thảo dược tự nhiên của Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại An Phúc Hưng tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Với những người cao tuổi như ông Vũ Đình Lê thì việc sử dụng trà cà gai leo thường xuyên để hỗ trợ cải thiện chức năng gan đã trở thành một thói quen không thể thiếu suốt nhiều năm qua. Từ ngày uống cà gai leo vào thì nó là thanh lọc bản thân tôi, là thanh lọc cơ thể, không lúc nào cũng cảm thấy không chướng bụng nữa mà ăn uống lại ngon miệng. Như giờ uống cái này vào nó bụng nó nhẹ đi, dễ tiêu hóa mà nhanh đói. Mình nghĩ lúc nào muốn ăn nhưng mà xong rồi nó lại cảm thấy khỏe người ra. Thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, Hưng Yên, nơi có truyền thống chuyên canh rau màu từ bao đời nay. Mảnh đất phí nhiêu, mổ mỡ này rất thích hợp trồng nhiều loại cây dược liệu như tía tô, kinh giới, rau má. Không chỉ được sử dụng làm thực phẩm mà còn là những vị thuốc gia truyền hỗ trợ sức khỏe cho con người. Nhận thấy đồng đất quê hương rất phù hợp để xây dựng vùng nguyên liệu tía tô, cà gai leo và thìa canh. Dự kiến năm 2024,
anh Vũ Văn Hiếu là người con sinh ra từ quê hương thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, Hưng Yên, sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu tại xã Đào Dương và một số địa phương trong tỉnh. Đồng thời tập trung nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm mới từ thảo dược, đáp ứng đa dạng thị hiếu tiêu dùng của khách hàng. Hiện nay, với dây chuyền công nghệ hiện đại cùng công thức đạt chuẩn, ba dòng sản phẩm trà An Phúc Hưng đảm bảo đúng liều lượng sử dụng, phát huy dược tính, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Cả gai leo rau má nó có một cái đặc trưng hơn cái thông thường, nghĩa là nó thêm bích thêm cái cà leo rồi nhưng nó thêm cái vị rau má, nó cái vị rất là bổ về gan, tốt cho thanh lọc cơ thể, rất là tốt. Thìa canh thì nó là khắc tinh của tiểu đường rồi, nhưng nó thêm cái vị búp ổi nữa. Búp ổi thì nó cũng rất tốt cho tiểu đường và đường ruột. Thế thì thìa canh với búp ổi nó có tác dụng rất tốt cho cái hệ tiêu hóa và cũng như là cái tiểu đường, như là nó hạ đường huyết rất là tốt. Cái sản phẩm thứ ba là sản phẩm trà tía tô tầm bóp. Nói với tía tô thì nó cực kỳ tốt rồi. Như là chị phụ nữ mà nói về đẹp da này, đau các cụ mà đau mỏi xương khớp hay là đau hay là cảm cúm này, ho sốt nhức đầu, nhưng nó thêm cái vị nữa là tầm bóp. Thì uống cái trà tía tô tầm bóp này thì nó rất là dễ chịu, khoan khoái. Khác với nhiều dòng trà khác thì trà thảo dược có thể sử dụng thay nước lọc hàng ngày với sự tiện lợi, hương vị dễ uống và hỗ trợ cải thiện sức khỏe con người. Trà thảo dược An Phúc Hưng thì nó chỉ là những thay cái nước lọc hàng ngày, chúng ta phải uống nước, ví dụ như cái lượng nước trong cái cơ thể của tôi một ngày là phải uống khoảng 3 lít nước hàng ngày. Thì mình không uống nước lọc nữa thì mình uống thay bằng nước trà. Đấy, hàng ngày mình chăm chỉ cái việc uống trà thì bằng hai nữa là nó cũng rất là rẻ. Nó phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Không chỉ tại Việt Nam mà hiện nay nhiều quốc gia châu Á, châu Âu cũng đã phổ biến xu hướng tiêu dùng thuận tự nhiên qua việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược để hỗ trợ nâng cao sức khỏe. Việc phát triển thương hiệu trà thảo dược như cách mà anh Hiếu đang làm được xem là hướng phát triển kinh tế bền vững, vừa bắt kịp xu hướng tiêu dùng, vừa gia tăng giá trị cho nông sản Việt, vừa giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương, vừa là một thức quà biếu rất ý nghĩa trong dịp Tết đến xuân về.